À, quý cô chú anh chị ơi, giám đốc Hoa Viên xuống chú. Quý chú anh chị ơi. Nè. Đó. Nè, có chú giám đốc Hoa Viên xuống nè. Đó. Con chào chú. Chào anh. Đó, có bên giám đốc Hoa Viên xuống để viếng mộ chú ha, quý cô chú anh chị. Dạ con chào chú. Mấy lúc này làm gì anh Tân? Nay cũng bà con cô bác cúng buổi sáng ha quý chú anh chị. Bên ban giám đốc xuống cũng chụp ảnh cũng như là kính lễ ở mộ của chú ha quý chú anh chị. Tức là cũng như là bên ban giám đốc người ta cũng rất là ưu ái. Dạ. Chào anh. Dạ con chào chú. Dạ con Duy Minh Vlog chú. Nghe này cũng quen à. Dạ. Dạ Duy Minh Vlog. Dạ con được trăm mấy chục ngàn chú. Dạ. Con cũng ba năm mấy rồi chú. Ba năm mấy trăm mấy chục ngàn là mày giữ rồi đó. Dạ. Thấy ở trên mạng có nghe kênh này của thằng Nga giờ nổi tiếng Nga gì Nga Sumo mày. Dạ. Nhỏ mà nó ăn nhiều á. Trên đó là làm bên ẩm thực rồi chú. Vlog. Đồ mà nhỏ đó giờ. Làm vlog. Nhỏ giờ quá đi. Kênh nổi tiếng lắm. Đi rồi nó tháp chung với Hải Sapa TV. Dạ. Rồi thằng vlog thằng Võ Sĩ Lộc rồi đó. Dạ. Cái kênh đó tụi nó là nó lâu rồi. Chưa có hàng ba mà. Dạ. Hoa búp ở bên nước ngoài chú. Dạ. Dạ. Tôi chú Linh làm má mẫu đẹp quá. Dạ. Mẫu chú quá đẹp luôn. Bà con đến đây là ai cũng khen hết. Mộ của chú. Dạ. Nhất là cái mão hả chú? Dạ. 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 Chết nằm xuống ở ngay chỗ được cái vị trí này là đẹp quá rồi. Quá đẹp luôn. Ngay bằng. Bà con đi vô ai cũng là hít hạ chứ. Nói chỗ này quá đẹp. Nổi tiếng quá mà chết. Dạ. Sớm quá ổn. Quá ổn. Nhân tài. Dạ. Hát hay có đạo đức. Dạ. Nói với ông cũng gần 70 tuổi vậy gì đó. Dạ, sáng thì 16 tuổi, gần 70 tuổi. Các anh em cảm ơn chú thật nhiều, chú có nhiều sức khỏe. Dạ. Như vậy với nghệ sĩ như vậy là chết sớm quá. Dạ. Ổn. Bởi vì ai cũng tiếc hết. Nói sao mà... Cái ông gì đó, tiếc cái ông này là gì mà đạo diễn mà chết trẻ quên à. Phúc Điền. Quỳnh Phúc Điền. Quỳnh Phúc Điền. Hiện tại giờ những cái ảnh của chú đạo diễn Phùng Quỳnh Phúc Điền vẫn được trưng bày ở trên Linh Hoa Tệ Đàn. Đó. Phúc Điền còn trẻ mà. Dạ cái di ảnh của chú á. Trẻ mà bị dạ. Giỏi quá mà. Đoạn mạng. Ở trên đó thì có là phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang Khê. Được. Ông Trần Khê thì ông là lão làng về. Dạ lão làng. Ổng được là của cô công nhận luôn đó. Là người hội đồng UNESCO và gì đó. Được công nhận. Ngày xưa là chú ở bên nước ngoài. Chú là một người cũng góp rất là nhiều công sức đưa cái nền văn hóa của về là nghệ thuật á, thuật âm nhạc của Việt Nam mình đi lên phát triển rộng rãi qua cho cả thế giới được biết. Chú là được rất là nhiều cộng đồng người nước ngoài nha
biết đến á, chú giáo sư tiến sĩ Trần Quang Khê, thì cũng được bên là mà ban giám đốc Hoa Viên người ta thờ ở trên Linh Hoa Tại Đàn quý chúng chị. Ở trên đó là có ba cái bàn thờ chính, đó là đạo diễn điện ảnh Lê Văn nè, rồi soạn giả, nghệ sĩ nhân dân soạn giả Diễn Châu, với là giáo sư tiến sĩ Trần Quang Khê quý anh chị. Nó cái anh đó là anh là chủ tịch ở đây quý anh chị, chủ tịch học viên đó, giám đốc đó. Anh là giám đốc chứ, giám đốc học viên. Anh rất là hiền nha em nay em biết không hả, tạm biệt chú. Chú ra về á, đặc biệt là chú rất hiền nha, ổng bình thường lắm đó. Dạ con tạm biệt chú nha, tạm biệt anh. Ảnh là thân thiện lắm, ảnh hiền thân thiện lắm, ảnh bình thường lắm chứ không phải như đóng đồ đóng tủ vô nhà không á. Gì hả? Gì hả? Chú này tên gì chú? Chú Tấn. Chú Tấn. Còn anh Chiết là giám đốc á, xây dựng công trình nhà cửa nhà vòm nhà. Mọi người mà đi xuống giờ anh Chiết không biết giám đốc đâu, ổng bình thường bình dân lắm. Ổng đi qua tới lui đây hoài nè. Khó lắm. Chị Dạ, anh Tấn là ổng làm gì vậy chú? Ổng làm bên xây dựng thiết kế nhà cửa nhà lầu nhà tầng luôn á. Gì hả? Dạ, wow, làm dữ lắm. Rồi hả? Lính quân rồi nhiều lắm. Quý vừa rồi quý của chú màu là khác đó. Anh chị chung nằm trong báo đó. Cũng vừa thấy heo. Dạ. Mà giám đốc Hoa Viên người ta cũng đi xuống đây ha, ta tham quan cũng là chụp hình luôn á quý của chú vậy. Chụp hình nãy thấy chú cũng chụp hình cho một người bạn của chú là chú Tấn. Chú Tấn. Đúng ra là mình gọi bằng anh thôi. Đúng là chú Chiết thì mình gọi bằng anh là mới đúng, tại vì thấy anh còn trẻ mà. Của chú chị. Còn thì một lần nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn ban giám đốc Hoa Viên cũng như là bên tất cả những anh em bảo vệ quản lý. Từ những anh bảo vệ cũng như những người quản lý cũng tạo điều kiện cho tất cả anh em ở đây tác nghiệp ở đây một cách là rất là chuyên nghiệp, để cho anh em để đưa những cái hình ảnh mà tốt tại mẫu của chú Vũ Linh. Một lần nữa thì Duy Minh cũng rất là cảm ơn ban giám đốc cũng đã tạo điều kiện để cho anh em mình lên để là có một cái kỷ niệm với chú giáo sư Trần Văn Khê quý cô chú vậy. Nhờ của ban giám đốc là thỉnh cái bàn thờ dĩ ảnh bàn thờ của chú lên đó là mấy anh em mình mới biết được và mới lên đó có thắp hoa nhang được, nó rất là tuyệt vời, rất là ý nghĩa luôn quý cô chú chị. Tại vì giáo sư tiến sĩ này là có nhiều cái công lao đối với là cái nền văn hóa dân tộc lắm quý cô chú chị. Nếu bà con cô bác có thể là xem lên Google á, bấm vô là giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê là bà con cô bác là để nổi đầy lên trển luôn. Có những cái lịch sử của ông rất là hay luôn. Thôi thì Duy Minh cũng xin thành thời kết thúc ở đây để là mời bà con để gửi tiền cho là em ống tiêu nha bà con. Đó, đi ra đây. Qua ai Duy Minh xin chào quý chú anh chị bà con ha. Thì ở đây có ống tiêu. Ống tiêu. Hôm nay là có một cái Quyệt muốn nhờ ốc tiêu nè. Đi đây. Đây mình ra bên đây mình tâm sự tí xíu. Quý cô chú anh chị thì hôm trước khi một người chú ở là Mỹ gửi cho Duy Minh về 900 đô để là gửi cho tất cả mà anh em ở đây. Thì trong đó thì dư là hai phần của hai anh em làm YouTube với bà con cô bác hôm trước biết rồi, thì Duy Minh không nhắc lại nữa ha, không nhắc tên lại nữa tại vì cái gì qua rồi qua không có nhắc nữa. Thì hai cái phần này
thì chú lại muốn gửi cho một người khác, đó là chú chọn ốc tiêu, còn một người thì chú kêu Duy Minh là gợi ý giùm, thì có an toàn hôm trước rồi Duy Minh đã trao rồi. Thì hôm nay có một người chú ở là Mỹ, hôm trước cũng có gửi cho em một lần đó, nhớ không? Bây giờ chú gửi cho em thêm 50 đô nữa ha. Thì hôm nay là Duy Minh sẽ gửi cho em luôn đó. Chú tên ở Mỹ á. Thì 50 đô đây chút xíu anh sẽ đưa cho em nhé. Tiền đô được không? Em giờ em nói trước đi rồi anh đưa sau. Em có muốn nói lời đến chú không? Dạ con xin cảm ơn chú giống ta từ Mỹ. Con có biết lời nào để nói ngoài cái câu cảm ơn chú ra. Dạ con cảm ơn chú nhiều ạ. Dạ. Hai bữa nay mà em đi qua. Dạ đúng rồi. Quay có của phóng em nha. Em quay có 2 ngày xong rồi cái đồ này kia cái em đi về Củ Chi em quay. Dạ. Quay gì rồi? Quay ông thầy Thích Tâm Phúc á anh. Dạ. 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 Chút xíu rồi em có điện lên. Dạ dạ. Dạ, rồi em cảm ơn anh, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị, cô bác đằng xa trong ngoài nước đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ Duy Minh đang đứng trước mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của cô chú anh chị ơi. Thì trước mặt của cô chú anh chị là có một chào anh, một vị khán giả chào cháy. Dạ, dạ. Nãy giờ lo tải cái clip lên cho nó xong. Đang thấy gì đây không? Dạ. Biết gì đây không? Biết. Mà biết được anh đâu biết đâu. Chị nói biết gì là khán giả coi kênh anh đi mình. Sao mới điện em à? Bây giờ anh biết lâu rồi đó. Lâu rồi. Ôi, mua sớm tư vấn chị mua cái gì vậy? Thấy không, hôm nay không thấy ha. Mua anh cúng cơm cho cậu sớm, lát anh có việc anh không đi sớm. Gì hả? Đi nữa hả? Đi nữa anh mặc đâu. Đi mà. Chứ không anh đâu quay nhiều gì cậu rồi. Anh cúng cơm chai trước đi. Xíu xíu em cúng chắc cúng mặn. Thì cúng cho khán giả. Khán giả hôm qua cúng lẩu đó. Giờ muốn cúng mặn. Tính là khoảng 5 mấy bữa cúng mặn cho cậu. Tại vì chị nói là ngày này là ngày ông Thổ Địa thần tài. À vậy hả? Nên là muốn cúng mặn. Vậy đây là một khán giả hay coi kênh anh em mình rồi đó. Để cho hỏi Duy Minh. Bảo anh Duy Minh nói lúc cuối nó làm gì mà nhà lọc vậy. Em tải cái video lên em đổ xong. Em để không? Hôm qua nay đó. Đâu? Mà có anh đi mua lại đây cho cậu đi ha. Ừ. Hôm qua hay luôn ha. Lâu quá ha, đúng rồi. Ờ. Mày không nghĩ là nó lâu như thế luôn á. Sáng em nghĩ rồi. Phát hiện em nói sao mà cái này đó nó trái sao mà lâu dữ vậy ta? Là sao anh em mình cứ thế mà mua cái cậu mà đây nó đây. nhìn nó sang mà nó cái kiểu như là nó mà gió nó không được tắt đúng không? Gió nó không tắt nè. Tại vì nó có cái độ che đúng không? Hay là mua đèn này hay á anh. Hay có lý. Hay ha, có lý nha. Cái nhất là nó không có chảy mấy cái gì sáp đèn á. Cái thứ hai nữa là nó không có tắt.
không tắt nó bảo vệ được cái ngọn đèn này. Đây là chị mua này hả chị? Chị mua món trái cây này hả? Chị mua này. Ờ. Hồi nãy vô kêu bà mình cô. Cô kêu bà bóng máy, tôi kêu chị. Chị. Đó, chị mua cái trái gì vậy? Cherry. Cherry nè. Cherry không biết chị lo gì liên ra cái thùng đó. Anh ăn tính chắc nó tầm khoảng được 20 trái. Ờ, cái trái cherry này là 300.000 ký hả? Dạ. Đây hả? Nhiêu đó 100 ngàn hả? 4 năm chị tính là 100 ngàn đó, chị mua ngũ quả. Dạ dạ. Đây là cái cherry chị mua nhiêu tiền? Em biết giá đó không? Là 300 ngàn. 300 ngàn cái mâm đây hả? 300 ngàn ký. 300 ngàn ký là cherry là 300 ngàn một ký. Cái nho đó là nho Hàn Quốc thì 250. Nho Hàn Quốc 250. Ừ, ba ngũ gì chưa? Dạ. Cũng rẻ mà, nhiêu 100 ngàn cũng rẻ mà. Nhiêu 100 ngàn là rẻ đó. Ôi nho đây nho Việt Nam hay nho Mỹ vậy chị? Nho Hàn Quốc. Ủa cả? Hàn Quốc. Ở nơi thật mình cũng là chữ nho đó cô chú. Chị em biết tên chị chứ em biết ông biết chị thứ mấy luôn á. Giờ thứ đi. Thứ gì? Chị Ngọc hay chị Ngọc? Chị thứ chị thứ chín, chị chín đi. Thầy thứ mấy? Em thứ bảy. Thầy thứ mấy? Em thứ ba. Em có ông anh trai, anh mình hai tên thứ bảy. Dự tính là khoảng 200 năm nữa là Việt Nam mình là không còn thứ chín nữa, là không ai sinh 10 người con nữa chứ. Chứ không có ai còn thứ bảy nữa. Ở Việt Nam mình không ai sinh 10 con á, ba người con là 4 người con là nhiều lắm mình thiệt. Ba người là dữ lắm. Ba người là dữ rồi. Ba em mới nhỏ hơn năm 1 tuổi. Yeah. Ba em thì lớn hơn nhiều. Ba em thì nhỏ. Ba em 70 rồi. Ba chị là 95. 95 hả chị? Dữ hả? Bà già 75 chết mà ông 95 tuổi rồi. Ông khỏe đi lại bình thường ha. Khỏe bình thường luôn. Wow, quá quý rồi. Cha chị là có cái gì? Chị nuôi á. Có tập thể dục gì không? Không, nhưng mà chị nuôi chị là người nuôi á. Dạ. Nhưng mà chú ở nhà thì ngồi chú cho nói đi, chú nhà ông ăn uống gì tốt không? Dạ. Mấy tuổi thì chứ cái gen, những người sống tuổi 700 thì nhiều cái gen. Chứ đâu phải vậy. Cái gen á. Thứ hai đó là mình ăn uống, tập thể dục. Chú có hồi trường trẻ chú tập dục không? Chú hay tập tạ hay chú tập gym hay chú tập yoga gì không? Ủa vậy là cái kiểu ăn thường thường ngày á, chú ăn cái gì chị? Cứ dạ. Ồ ngon à. Cứ vậy á, cứ thế. Cá lồng tông kho tiêu là thầy luôn á. Dạ. Cái này là quê nè. Dạ đúng rồi. Em thích cá lồng tông. Cá như Duy Minh quê em đâu? Quê em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp vậy là bên bà dì ruột của chị có chồng với nó. Thứ em giờ lên dưới sông em giờ cá nhóc. Cá lồng tông với cá bóng á, anh biết ở bên nhà em có bóng không? Nhưng mà bây giờ cá bóng mắc tiền lắm anh. Ừ, anh tính cá bóng. Mấy em biết không, xã hội bây giờ người ta đâu ăn đồ nuôi, người ta ăn đồ tự nhiên. Không, nói thiệt em thích ăn những món quê á. Mà bây giờ á, em ngộ, bây giờ em nuôi cá tự nhiên. Đúng rồi, nuôi cá tự nhiên. Bây giờ ở dưới sông á, cặp. Còn em nuôi luôn, em nuôi từ thiện. Em mỗi tháng là em mua thức ăn cho nó ăn mà. Hiện tại bây giờ á, ở dưới sông em nói thiệt. Ba em vẫn xin cơm xung quanh sớm ghiền với chạy lên ở xóm trên đồ. Rồi dưới thức ăn của em. Dạ. Cháu hả? Không phải anh em mày đâu hả? Dạ cháu hả? Người nào? Cháu bằng mùa. Bà con đồ ông. Ông chờ. Không, ở dưới mỗi lần em nhớ quê, em đi về thăm ba mẹ thì em xuống cái đàn cá của em. Đàn cá hiện tại là mà đàn cá đó em cũng là khủng bố tinh thần với nó lắm. Tại vì người ta đi xẹt ngoài đó. Em bữa nào em về dưới cái em xuống xã em xin cái giấy em làm cái bảng biển quá. Nó xẹt ngoài anh. Cũng mới là giờ cá là hàng tấn cá dưới đó, không phải ít đâu. Dạ nói chung là em tùy duyên chứ không nói trước được. Dạ em dạ em còn trai nheo nhẽo luôn á. Có khán giả nói em trai nheo nhẽo mà em nói em bd vợ con vậy. Em bd Thank you.
coi chị khỏe ha. Đó coi chú, cái lo này mở sáng giờ hả Minh? À, cái lo này mở hồi lúc mà 6 giờ. Có kệ, bây giờ mình không quan tâm nó mở mở không quan trọng. Anh đâu, anh khỏi cần chèn luôn. Mà giờ chèn chèn nhạc. Không phải à. Cái này có bản có bản không nha anh. Cái bản nhạc có mà không. Nhưng mà giờ mình ba cái à, anh để rồi. Nhưng mà giờ mình biết đâu mình canh. Đúng rồi, khỏi đi. Ví dụ mở đâu mở. Tại vì không có quyền quá. Không mở. Thả luôn, anh đâu có chèn nhạc đó đâu. Cái nào mình có quyền thì nó bắt kệ nó. Xóa cái đó. Xóa, cắt cái đó xóa cái bỏ. Bỏ rồi vậy đi. Chứ tóm lại giờ cũng đâu có tiền đâu sợ hả? Em thì 5:25 nhưng mà năm nay chưa về. Hôm nay đừng lấy cái chân quay cậu không về. Thì về đây không có quay mà thôi, mà em quay những một cảnh rồi đó, còn phải biết cái này quay những cảnh của em một clip. Nhưng mà đang quay cậu. Cái nào đây cậu có bán mảng đó hả? Khổ vợ á. Ủa cái cơm chay là của ai nữa đây anh? Của anh. Anh cũng đang để một nhỏ. À gì hả? À tức là cậu gì bấm mộng là nó là cậu. Ít được ăn lắm. Ngoài đi phần lớn khác thằng cậu thằng lắm. Gì hả? Biết qua cậu nó luôn. Hay gì hả? À. Dạ. Dạ. Nói chung là mình kiếm một lần anh sao. Dạ. 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 Cô thích nghe cậu, em thích nghe cậu nông cái giọng nó lối á, nó hay, nó cũng nghe hay. Nói chung là cái giọng hát của chú mà khi mà cắt lên một cái ha, là coi như là nghe một cái là nứt lòng luôn á. Em dạ, em chưa gặp mặt chú mà được bao giờ luôn á. Dạ. Rồi chị thì tên Thanh của Phi Nhung mình quên. Dạ. Dạ. Cái hồi con Phi Nhung mất là lúc con mùa dịch nó không thể quay rồi đó, mùa dịch mà. Mỗi lần mà mình quên quay là mình câu lắm. Dạ. Quay viên, quay viên, quay viên, quay viên á. Dạ. 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 Đường bếp đúng không? Đường bếp đúng không? Đúng rồi, đường Thành Lộc mấy? Thành Lộc 15, Thành Lộc 3, Thành Lộc mấy? Cái đường Hà Huy Giáp nhưng mà nó làm phường Thành Lộc. Dạ, đường Hà Huy Giáp. Thì lái phiêu em đi xuống gần mà. Hay gì lái phiêu đi xuống gần đó. Đúng rồi, em vô đó quay đẹp lắm. Về vô. Mạnh Quỳnh hay về đó đó. À, cái nghĩa trang của cũ, nghĩa trang người Hoa. Không phải người Hoa, cái này là của tư nhân, của một cái chú này. Nói chung là bạn này của Phi Nhung. Dạ. Nó lập ra là Phi Nhung cũng có cái phần trong đó. Quán cà phê anh Nhiên đó, em cứ hỏi quán cà phê anh Nhiên là ai không biết. Dạ. Ủa đẹp lắm, quán rất là đẹp. Dạ. Cho nó khi nào mà anh Quỳnh về đó thông báo rồi. Chứ đứa tới quay. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha. Dạ. Cảm ơn chị chia sẻ nha. Dạ. Cảm ơn. Là em chưa gặp cậu ngoài đường lần nào á. Em thấy cậu một cái dáng thôi. Cái hồi mà con gặp đáng mắt á, thì cậu cũng về chùa bố diễn. Thì em đến hơi muộn, cậu hát xong cái rồi cậu đi ra thì tụi nó mấy đứa YouTube nó đông quá, người dân bao. Em không thấy dáng cậu luôn, chỉ thấy giờ cậu Lê Vũ Linh đang ở trong đó, cậu đưa xe. Em che giúp không nổi. Đó, biết luôn đó. Tính là em ở đây là trong những người YouTube chia sẻ em là người có duyên nhất. À, gặp cậu rồi đời hả? Chẳng những gặp cậu mà em không cậu. Có hả? Có chứ, tụi em quay lúc cậu vừa mắc. Có, nhưng mà em không có vô đây quay. Em quay cái lúc trước á. Trước khi mà cậu tới đây thì có quay trong chỗ mà người ta đào sẵn. Nhưng mà khi mà chú đến đây chôn á là em đứng ngoài góc đó, em thấy đông quá, em biết thế nào. Anh nó kẹt ở kia này vô không được. Em đứng sẵn trong đây luôn. Nhưng mà tới chừng mà cậu về thì em lại chạy ra kia. Đông quá. Tại vì em biết thế nào là bà con sẽ chen nhau. Cho nên là em không thích chen lắm. À chị chứ đông đông kinh khủng luôn nè. Dạ quá trời luôn. Dạ. Dạ. Dạ.
đó là cũng sự vô tình đó. Dạ. Quý là sự ưu vô tình, giống như là cái chuyện nó hy hữu rồi chứ hay chưa. Dạ. Sáng nay anh yêu cúng sắp mới rồi hả anh, thấy sắp tròn luôn hả? Ủa sắp gì đẹp nè ha, 20 món ha. Vừa thôi ha anh ơi, tại vì nhiều quá, nhiều khi cũng cô bác bình luận nói cũng như là anh em mình không ai thỉnh ăn á. 15 món đi. Ờ. Dạ. Dạ đúng rồi. Em vừa như đây là mấy dẻ luôn. Đó nghe mấy cô chú nói là mình bỏ là tội là chú gánh chứ không phải mình đâu nghe. Tại vì mình cúng cái này là cho chú hả? Phải có người thỉnh lọc mới là chú mới được phước. Chung chị, nếu là anh dừng clip này là anh đi công việc của anh rồi đó. Trái chai ghi nè quý chú chị, cái trái chai ghi mà hôm trước là khán giả của Niu gỡ một cái thùng chai ghi về, mà nhưng mà cái màu nó đỏ hơn anh. Chai ghi của anh là chai ghi ở Canada. Ở Canada, còn chai ghi này không biết của Mỹ hả chị? Vậy là hai màu nghe, đó. Vậy là chai ghi nè, chai ghi của Mỹ nghe cô chú anh chị. Còn chai ghi mà bữa mà khán giả của Niu gửi gì là của bên Canada. Chắc là mỗi nước mỗi khác nhau chứ không có giống nhau được nghe quý cô chú anh chị. Thì cái màu nó sẽ khác nhau luôn, tại vì tùy theo cái vùng đất, kể cả ở Việt Nam mình luôn nữa. Khi mà mình trồng một cái cây trái nào ở cái vùng đất sét hay là đất cát là nó khác liền quý cô chú anh chị. Cái trái cũng một loại nhưng mà cái giống nó cùng ở đó đem về luôn phải không? Nhưng mà khác rất là nó sẽ cho ra cái trái khác không quý vị. Khác cái màu. Nãy chị lên đây mình hả chị Ngọc? Nãy chị lên của mình hả? Dạ. Sao chị không rủ ai đi cho có bạn chị? Ông xã gì đâu? Ủa? Không có gia đình luôn hả chị? Đói giờ luôn hả chị? Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? 46 tuổi hả? 10 tuổi. Em 36 à? Dạ. Anh yêu anh mới hàng 4 á. Không nghe anh nói. Dạ. Chị từ đó giờ chị là chưa lập gia đình luôn hay là chị đã có lập gia đình rồi mà chưa lập gia đình luôn hả? Chị ăn chay hay sao chị? Dạ vậy ha. Dạ. Cũng hiểu ha. Dạ mộ chú thì mấy bữa nay thì cũng yên bình đó. Bà con đến thì cũng lây gai nhưng mà buổi trưa nắng thì bà con ít đến. Dạ. Dạ. Người mắc là không có đem được gì theo đó chị. Dạ. Không sống vì nghệ thuật, vì bà con. Cho nên là chú mới được là khán giả là yêu quý như vậy chứ gặp ai là đâu có, người ta cũng yêu quý nhưng mà ta tới là một lần là dữ lắm rồi khán giả. Dạ. Đó là nghệ sĩ ưu tú Nam Hùng là cha của cô Thanh Thanh Tâm đó chị. Đá của chú thì được làm từ đá sa cừ, đá tự nhiên, đá sa cừ Na Uy.
còn mão, cái mão của chú được làm từ đá Ấn Độ, đá đỏ Ấn Độ chị. Đá tự nhiên cho nên nó có cái độ cứng, đá sa cừ thì cái độ tuổi nó rất là lâu năm. Nó tự nhiên đó chị. Đá già, sa cừ nó già. Nên nó có độ bóng rất là bóng luôn. Nhưng mà chị nhìn kỹ là bóng là thấy hình luôn á, thấy không? Chị thấy không? Đó, đó. Bé rồi đi ra. Chú đừng có bước lên trên cháu Thành. Cái thềm của chú là đừng bước lên. Dạ. Dạ. Đúng rồi, đâu có bước lên, tụi em mà không bao giờ bước lên. Từ hồi đó giờ luôn em chưa, em chia sẻ đây ra, từ lúc mà lập mộ của chú luôn á, em chưa bước lên cái thềm luôn á. Em chỉ có ngồi ở đây nè, ngồi ở đây tựa vô đây là để là lao mộ thôi, chứ không bao giờ mà bước lên cái chân mà bước lên luôn á. Từ đó giờ luôn á, từ lúc mà xây mộ của chú xong luôn á. Bên kia thì cũng có bên Hào Viên. Hào Viên người ta cũng tới. Nói chung là bên Hoa Viên á, người ta cũng hỗ trợ hết mình. Những khán giả đồ đi đến đây á chị, cũng có xe đồ nè, đi coi đất đồ, ta chạy vòng quanh rồi cũng đưa khán giả đến đây để là, dạ, rộng lắm chị, ồ, rộng dữ dằn lắm, em chạy là một vòng luôn á, dạ, chút xíu vậy, chị đi xe vậy, dạ, hả, chút xíu chị chạy vòng lên qua tại đàn á, đó, lên trên đó cũng có những cái trộn, hả? Tiểu chị vô có buổi sáng rồi, chú đi rồi. Dạ. Ở đó là chú tiểu khác, còn chú tiểu Dương Mậu là khác. Bây giờ vì có anh Ngọc, giờ có anh Ngọc ở đây là trực chiến luôn. Thì sáng chú tiểu có vô thắp hương rồi chú đi rồi. Sáng này một khán giả là cúng cơm với chú chị, cúng cơm với buổi sáng là anh yêu anh cúng giảm lời cũng phân nửa với chú chị. Lúc trước anh cúng là bốn món, bây giờ anh cúng 20, vì mình cũng giảm lời bớt. Mình chủ yếu là mình nguyện giái thôi, nguyện giái như thế nào đó cho nó hợp lại là được rồi của chú chị. Người ta cũng đi vào xung quanh rồi. Đó. Sáng nay chị mua chari nè, há quý anh chị, có hai trái thanh long, với là có là một ấy cơm chay của là anh yêu, anh đem lên nha. Bên Hào Viên cũng chở khán giả đi vòng cái khu này, người ta xem đất đó quý anh chị. Anh Ngọc cho em phỏng vấn ha. Thì từ hổm tới giờ là anh Ngọc làm ở đây đến mộ của chú á là bao lâu rồi? Gần 2 tháng rồi đó không? Gần 2 tháng. Gần 2 tháng rồi không? Thì phải là cho biết cái cảm xúc của anh khi mà sao anh đến đây không? Tại vì cảm thôi, thương anh phải biết chứ. Tại vì sao mà anh mới đến đến đây mộ chú đó, sao không biết được? Con nói có gì đâu, con nói anh như là mình thương ổng. Ủa thì mình thương ổng, mình nói mình thương thôi, mình tối mình cái một tấm lòng cái gì sự thật thì mình nói đấy. Làm gì anh, em la anh biết là rồi, không đúng rồi. Đúng rồi, dạ. Như là mình thương ổng với cái tình nghĩa ổng sống rồi tốt quá, dạ. Trước thì khán giả là đông thì vui, giờ khán giả lại vắng cũng hơi buồn.
đó của mùng 2 là 16 hay này kia rồi đó, những ngày đặc biệt của mấy ông khác đi, thì có khán giả cũng muốn như Duy Minh cũng muốn mặn thì Duy Minh cũng hả ngò hả đó, Duy Minh cũng cúng theo khán giả luôn nha, và cũng gian giái cho các chư vị đây, mà các chư vị đây dùng chung chú Duy Linh. Một hôm thì Duy Minh cúng chay cũng chay, nhưng mà chú thì chú không có ăn chay. Ủa ơi, cũng mặn, nhưng mà chú thì không mặn, chú có thể là ăn chay, nhưng mà qua cái lời giải của mình thì chú có thể chứng nhận giùm thôi ha. Không như vậy thì video đến đây, Duy Minh chia sẻ cũng khá dài, là cũng thì chị cũng mới đến đây ha. Đó thì video chia sẻ mỗi ngày bà con cô bác xem, nếu mà có cái điều gì mà nó hơi sức đó thì mong bà con cô bác chia sẻ và góp ý cho Duy Minh ha, để thực hiện những cái video nó hay hơn cho tất cả bà con cô bác ở nhà có thể xem nha. Giờ Duy Minh chào bà con, hẹn bà con là một cái video tiếp theo để Duy Minh chuẩn bị để là đi mua những cái món đồ cúng cho chú ha. Chào bà con.